Người tiểu đường cần kiểm soát đường huyết và duy trì chế độ an lành mạnh để tránh biến chứng. Protein là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe, no lâu và ít ảnh hưởng đến đường huyết. Dưới đây là những thực phẩm giàu protein, ít chất béo dành cho người tiểu đường. 1. Cá béo. Cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá trích, cá mồi giàu omega-3, protein và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Omega-3 là chất béo không bỏ hòa đa, có khả năng chống viêm, hạn chế kháng insulin, ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường như bệnh tim, giảm thị lực, võng mạc tiểu đường. Hai, ức gà. Ức gà không da là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao, ít chất béo và không làm tăng lượng đường trong máu. Bạn có thể nướng, hấp hoặc luộc ức gà để giữ nguyên dưỡng chất và hạn chế dầu mỡ. 3 trứng gà. Trứng là nguồn cung cấp protein rất tốt, nhưng lòng trắng trứng đặc biệt ít chất béo và cholesterol. Bạn có thể ăn lòng trắng trứng thay cho trứng nguyên vẹn để giảm lượng chất béo. Trứng cũng có thể chế biến dưới dạng hấp hoặc luộc để tránh thêm dầu mỡ. 4. Các loại hạt. Hành nhân, hạt điều, hạt ốc chó chứa nhiều protein, chất xơ và axit béo lành mạnh. Tuy nhiên, Người tiểu đường cần chú ý ăn với lượng vừa phải, vì dù ít chất béo xấu, các loại hạt vẫn có hàm lượng calo cao. 5. Đậu phụ, tàu hũ. Đậu phụ là thực phẩm từ đậu nành rất giàu protein và ít chất béo. Đậu nành còn có lợi ích trong việc giảm cholesterol và điều chỉnh lượng đường trong máu. Đây là một lựa chọn tốt cho người tiểu đường, đặc biệt cho người ăn chay. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.